Hiện tại thì cua sẽ livestream vào các ngày 2/4/6 game Liên Quân và 3/5/7 game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ở LNB TV. Những anh em nào mà chưa biết cua là chim bắt đầu, anh em có thể vào cái kênh LNB TV và đăng ký nha anh em ơi. Rồi vô. Mình sẽ cố gắng team up với lại anh Son Gotham nha anh em. Giết hết nha. Đây, khu số 9. Nào, có phải này không? Đúng không? Ok. Ở chính đi, giờ chính đi. Coi chừng nha. Ở bên đây có bí kíp chung là cái kiểu mà. Ấy. Ồ, ồ, phải nồi, ồ. Ghê ba. Ơi, từ từ, đang bị tiêu dao dí, từ từ. Không có quái cho mình farm luôn chứ phải nồi thiệt. Từ nha. Gặp bà nào. Bị bà nào khốn nạn. Không có quái farm mà gặp mày nữa. Tiêu dao, ồ, có tiêu dao nữa kìa. Đang bên đây. Ôi 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 ôi, hết hộp ba. Tấn công chung. À có chân, có chân. Ôi ôi, con tiêu dao khác. Chạy nha, tiêu dao khác nha. Thủ lĩnh luôn. Chạy đi nó quất kìa. Rồi ông ta không chết anh em. Minh giáo này. Hội chuyển Minh giáo cho chúng tôi luôn. Rồi mình đã mất Minh giáo rồi đó. Ok. Đã có rất là nhiều đồ luôn em. Không bút nhau sao. Bắt đầu. Ủa bắt đầu. Gì đáng ghét vậy ba. Chạy xuống dưới nào. Phải nhẫn nữa. Dạo mình hết chiêu rồi. Không chơi được. Oh. Dẫn ngoài ba. Bạn thấy có ai ân thân. À đừng nói là tàn kiếm nha. Ngâm mì Thiên Dương. Rỉ qua thôi nè. Rồi
Ôi cũng vậy âm dặm được luôn. Hên thế. Không hết đam được. Buồn ghê. Wow bấm nhầm luôn. Thôi chạy đi lượm đồ thôi. Xuất hiện đồ đi mấy bạn. Cái thằng đó này là hay ngay cái thằng treo luôn mới ghê chứ anh em. Kéo mình dính cái ngắt luôn, mất cái cục máu luôn phải thì. Thằng thì nhận đứng kế bên mà, nó quăng đồ mà. Có thêm tiêu dao nữa. Ôi, oh my god. Ok ok ok. Ok, là nhiều đồ luôn. Đi kiếm chuối nào, kiếm chuối nào anh em ơi. Ồ, nó chạy nó ăn luôn chứ. Ôi, nó có đồ hết trơn luôn á chà. Ăn luôn cục bất tử rồi đó. Ăn luôn cục đó rồi đó. Tôi nghĩ là nó ăn luôn rồi đó. Hết đồ tôi dồn vô cái con kia luôn mày. Bây giờ nó chia tay nhau hết rồi nè. Ôi, mình giáo tè le luôn nha. Hai ba mình giáo luôn đấy. Chiêu ơi chạy về cái khu, chạy về khu này luôn để mình lút đồ, lút đồ của anh này. Đó có kim sáng dược nữa, ngon lành he. Ôi cái ông mình giáo kìa hay cặn á anh em. Ông lâm được hả? Ông chạy phía sau mình mới ghê chứ. Dù một tại ổng nghỉ game lâu, ổng không có đi cái này nên ổng không biết mấy cái mẹo á anh. Ổng biết mấy mẹo là ổng đi được mà. Nãy ổng đi hai trận win luôn, hai trận luôn. Hay không? Ông mình giáo ông lên ghê lắm á. Không có đùa được đâu. Đó. Kéo không được nè. Kéo hủy. Né nhẹ cái. Kéo hủy phải né nhẹ ra. Công mức né là chết. Chưa tính là gặp mấy ông tiêu dao khác nữa nha, ẩn thân cái kiểu ấy. Né nè. Đó. Đừng đụng tôi. Giáo đó có đồ á, có đồ ngon luôn ấy. Xử thì mình giáo nó thôi nè. Tiêu dao quá nhiều. Đang kiếm nữa kìa. Ui vãi nồi thiệt. Toàn dân tay to không đấy anh em ơi.
ta sẽ đi kiếm con Minh Giáo khi mình lẫm trước cái. Minh Giáo này Minh Giáo không quan tâm. Hàng ăn Minh Giáo này nè. Minh Giáo mà có ý thiên đó, hàng con đó mới vào. Chết luôn, chết bạn luôn, chết bạn tôi lại. Tôi cao, kim sinh diệt. Chưa nha, mất né rồi đó. Mất chiêu luôn đấy. Kéo nó không dính ta, dính là chết mình á, nó dí theo mình nè. Có đồ á, có đồ đạc các kiểu đấy, giáo gắt đấy, cao nè, thân này. Cái cơ bắt với mấy bạn coi thân này. Ôi tấn công cao luôn nè. Rồi bạn Minh Giáo là coi chừng một combo lên dĩa nhé. Nó chơi cái đó, mình ăn được cái này là ok, ổn. Kim chuối thôi. Kiếm theo cục máu là ổn anh em. Đang tiêu. Giờ mình mới bị mất một cái ân thân này. Bốn em. Này bị kẹt này. Không kẹt luôn, di chuyển qua được. Nãy mới ghi đóng mà. Missing exits, glued to the pavement, between the lines, I'll keep my gaze straight ahead, at the last stop. Ôi trời, kéo không dính hoài ta, buồn thế. Hết chiêu rồi, nó xử mình đây. Dòng. Buồn thế. Kéo nó là nó hẹo đây, không có đùa đâu. Ê, bậy. Né này. Ui, né nhẹ mấy má này thôi. Thiệt luôn á, ghê quá mấy má ơi. Xuống dưới luôn. Lật thảm. Lật thả mày. Kéo không dính đam luôn chứ. Ác thấy bà. Phải cho cục máu lên chơ. Vui vẻ tí đi. Buồn vậy. Ghê quá. Mấy thứ dữ không. Ba team. Hai Minh Giáo. Phải nồi chưa. Chờ nhau đi mấy bạn ơi. Đụm cái.
chưa ai lên dĩa nữa. Khó vậy. Chơi khó nhau thế. Ôi tụi nó cũng mất tích hết trơn luôn kìa má ơi. Dừng lại, dừng ăn hôi không à. Ấy ấy. Dừng ăn hôi hồi máu cái kiểu. Rồi mất né rồi đó. Ê, bại rồi. Tôi mất né tôi phải chạy chứ. Không có chơi với mấy bạn được. Ôi bức nè. Cuộc chiến căng não. Chơi chiêu liền. Chết không? Chết liền luôn. Yeah, một thằng lên gì. Gọi đến thằng kia nha. Từ từ. Ẩn thằng cái. Không có cho. Không có cho bạn biết là người kia đã chết rồi. Đúng không? Từ từ. Chú cứ từ từ. Chú sẽ không biết ai sẽ là người cuối cùng tồn tại đâu. Nó không không biết anh em. Không thấy tôi đây nha, không thấy tôi đây, không thấy tôi đây. Còn quá trang bị cao, ok. Nấp. Nấp thôi, nấp thôi nè. Từ. Mình mất né là mình chết với nó đó. Rồi, ra đi nè, có né lại nè. Yo, bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi. Oh my god. Hãy rồi. Chết cha. Hãy rồi. Kiếm đồ chơi thôi. Không còn gì đồ để chơi nè. Không còn đồ gì để chơi. Ôi đã chơi thiên dương. Oh my god. Ok thiên dương thì tôi chạy. Mai cây bẫy. Gì đây? Ôi cái phái gì tôi cũng chả biết luôn anh em. Bãi nồi chưa? Chịu qua mình giáo nhìn liền. Rồi. Rồi. Ông nhắm ông chơi với tôi được không? À không. Không kìa. Ông nhắm chơi với tôi được không? Rồi, ông chuyển thiên dương đúng không? Ok, chạy. Ý, chạy kẻ đi, chạy kìa. Mày chạy. Mày chạy đâu mày? Mày chạy. Mày chạy đâu mày hả bưởi? Ờ đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.